mình rửa sạch rồi mình ngâm từ sáng tới bây giờ là tầm 8 tiếng đồng hồ. Bây giờ mình rửa sạch thêm lần nữa rồi mình để nước gấp đôi với đậu phộng. Rồi bây giờ mình dặn nửa muỗng cà phê muối. Đó, mình đậy nắp lại. Rồi, mình mở lửa lớn rồi sau đó sôi rồi mình tắt nhỏ còn số số 2 thôi. Mình hầm khoảng 1 tiếng đồng hồ. Rồi các bạn, 1 tiếng rồi. Bây giờ mình tắt cái nồi đậu phộng đi. Bây giờ mình đi ngâm nếp. Mình ngâm nếp với nước cốt dừa. Bây giờ mình xài 1 cốc nước cốt dừa. Bây giờ mình mở lửa lớn. Mình đổ nước cốt dừa vô, mình xài 1 cốc nước cốt dừa. Tại vì cái xôi đậu phộng này mình thích ăn béo, mình xài nước cốt dừa để ngâm nếp. Đã. Bây giờ mình đổ 1 cốc vô, mình nấu. Rồi sau đó mình cũng dằn nửa muỗng cà phê nước muối vô nếp luôn. Rồi. Cái nước cốt dừa này là 1 cấp, mình có nếp 1,5 cấp. Rồi sau đó mình có cái dừa khô này có đường các bạn. Nhưng mà dừa khô này để mình hấp nếp chín mình mới để vô. Mình đợi nước cốt dừa của mình sôi. Đó. Mình đổ nếp vô nước cốt dừa nóng để cho nếp hút hết cái nước cốt dừa. Lúc đó thì xôi của mình rất là béo. Rồi. Rồi mình đổ hết, mình quậy một cái để cho nếp đừng có lóng xuống ở dưới đáy. Nếu lóng xuống thì sợ khét đáy. Ở dưới mình quậy. Rồi, sau đó mình tắt bếp đi. Tại vì nước cốt dừa nóng. Rồi mình đổ nếp vô, mình ngâm. Ngâm như vậy chừng 15 tới 20 phút. Rồi bây giờ mình lấy nắp đậy lại rồi mình đi lấy sẵn mình hấp nước nóng. Sau đó nếp xong thì mình đổ vô hấp luôn. Rồi. À, rồi bây giờ đậu phộng cũng vàng rồi, cũng chín rồi. Mình để đây, mình tắt lửa, mình để đậu phộng nguội rồi mình mới đi giã với mè. Rồi bây giờ nồi nước của mình sôi rồi các bạn. Bây giờ mình để nếp vô, mình hấp. Đó. Cái này tại vì hồi nãy mình để chân lò nó có lửa nóng mà mình đổ nếp vô mình phải nhắc ra liền. Đó, nó hơi bị dính đá nồi. Mình phải để cái này cho lỗ nó lên cái nếp. Mình hấp 15 phút rồi mình xơi nếp các bạn. Rồi. Để nắp lại hấp 15 phút. Rồi. Rồi, các bạn ơi, cái này mình hấp khoảng 10 phút rồi nè, mình thấy hạt đậu hạt nếp nó cũng cũng chín được 70% rồi, nở cũng được 70% tại vì mình ngâm bằng nước cốt dừa nóng đó thì hạt nếp cũng đã nở hết phân nửa rồi. Bây giờ mình đổ luôn đậu phộng vô, mình hấp luôn, mình hấp thêm 15 phút nữa. Mình hấp thêm 15 phút nữa trước khi mình tắt lò mình mới để dừa khô vô, mình hấp thêm 5 phút nữa. Nó tại vì ở xứ này á, thường mình nấu đó mình nấu buổi tối rồi buổi sáng mình mới ăn được mà mình xài vừa tươi vừa nạo đó nó hay hư lắm các bạn. Hay là mình đem đi chia sẻ bạn bè biếu bạn bè gì á, tốt nhất mình phải xài cái dừa khô này nè các bạn. Đó thì
nó sẽ không có bị, cái tình trạng mà chua bị hư cái dừa tươi đó, là vậy đó. Bây giờ mình đậy nắp lại, mình hấp thêm 15 phút thì mình để dừa vô rồi mình mới tắt bếp. Rồi các bạn ơi, sau 10 phút mình dỡ nồi nếp của mình ra. Rồi bây giờ mình để dừa lên, mình trộn đều và mình hấp thêm 5 phút nữa. Cái này dừa này á, tùy các bạn thích ăn nhiều hay ăn ít, thì cái này mình để là hơn nửa chén á các bạn. Nè, mình trộn đều dừa đi. Rồi mình hấp thêm 5 phút nữa rồi mình tắt bếp được rồi. Nhắc lại các bạn là nửa ký đậu phộng, gà nếp thì 1 cốc rưỡi, nước cốt dừa 1 cốc, với dừa khô này là hơn nửa chén. Dừa này là nó sấy khô có đường, tại mình nấu cái này là xoay ngọt có đường cũng không sao, mình không cần thêm đường. Rồi này các bạn, mình lấy cái cây này mình nghiền nó. Cái cây này là mình làm bánh bao đó các bạn. Bây giờ mình đeo lại, mình nghiền đậu phộng để hôm nào á mình có nhiều thời gian mình sẽ chia sẻ cái cách mình làm bánh bao cho các bạn xem. Đó, bây giờ nghiền. Mình nghiền không cần nát lắm đâu, mình nghiền cái hạt đậu phộng đừng có còn hạt nguyên. Đó, bây giờ cũng tạm ổn rồi, mình lấy chén mè của mình đổ vô mình nghiền chung luôn. Đó, rồi các bạn, chén mè của mình rang đẹp chưa, vàng đều ươm. Rồi có đậu phộng thì mình rang không đủ đều đó. Rồi mình đổ vô chung, mình nghiền mè hòa quyện với đậu phộng, mình để vô xôi mình rất ăn rất là ngon. Nhưng mà xôi ngọt của mình mà mình thiếu cái muối mè đậu phộng cũng giống như là mất đi cái linh hồn của xôi vậy các bạn. Ở đây mình phải làm cái món cái muối mè đậu phộng cũng rất là quan trọng ở trong cái món xôi, bất kỳ các loại xôi nào, xôi ngọt, xôi lá dứa, bất kỳ các loại xôi cũng phải có cái muối mè đậu phộng này đi kèm. Rồi, bây giờ cũng xong rồi. Rồi cái nếp của mình cũng đã 5 phút rồi. Rồi bây giờ bây giờ các bạn xem đó, cái dĩa xôi đậu phộng của mình đó. Rồi mình cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nếu các bạn thích cho mình xin một chia sẻ, một like và một đăng ký. Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại lần sau.